Huấn luyện viên Chusi, cầu thủ cần dũng cảm nhận trách nhiệm, tôi không đá thay họ được. Huấn luyện viên Chusi cho rằng các cầu thủ Việt Nam cần đứng ra nhận trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ trên sân. Các cầu thủ cần tỉnh táo. Sau thất bại 0-1 trước Indonesia ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội sửa sai khi tiếp đón đối thủ trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Diễn ra vào tối ngày 26 tháng 3. Với một điểm kém đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusi buộc phải thắng để níu giữ hy vọng đi tiếp. Đây là trận thứ tư của chúng tôi tại vòng loại 2. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu là giành kết quả tốt nhất để đi vào vòng loại 3. Trước mắt toàn đội vẫn còn 3 trận đấu nữa. Ở hoàn cảnh hiện tại, với tình thế bảng đấu, chúng tôi vẫn nắm quyền chủ động và không nghi ngờ mục tiêu đã đề ra ban đầu. Lý do là bởi ở 2 trong 3 trận đấu tới, chúng tôi được đá sân nhà. Đây là lợi thế lớn. Huấn luyện viên Philippe Chusi đội tuyển Việt Nam rất mong nhận được sự ủng hộ của càng đông khán giả càng tốt. Để cổ vũ cho đội tuyển đến cùng, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình, ý thức được cần thể hiện sự chủ động. Ngoài kỷ luật, tuân thủ đấu pháp, mạnh mẽ trong tranh chấp, các cầu thủ cần tỉnh táo đưa ra quyết định, bởi sự khác biệt là đưa ra quyết định chính xác trong tình huống cuối cùng. Huấn luyện viên Chusi đề cập trước thềm trận đấu. Sau 2 thất bại trước Indonesia ở ASEAN Cup 2023 và lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2026, huấn luyện viên Chusi đã rút ra bài học về lối chơi của đối thủ. Thua 6 trận liên tiếp, vì đâu đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chusi nên nổi. Chúng tôi đã có một số phân tích. Phỏng đoán về cách tiếp cận của Indonesia. Có thể họ phòng ngự chờ đợi phản công, hoặc có thể đẩy cao để chủ động. Dù thế nào, chúng tôi cũng chuẩn bị nhân sự, kế hoạch khác nhau để đối phó. Bất luận nhân sự thế nào, chúng tôi cũng yêu cầu toàn đội duy trì. Cố gắng đến cuối cùng. Chúng ta không được phép bỏ cuộc, chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh. Phong độ đang là rào cản với đội tuyển Việt Nam. Khi trong 10 trận gần nhất, các học trò ông Chusi đã để thua đến 9 trận. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chusi vẫn tin tưởng toàn đội sẽ ngược dòng vượt khó. Trong đó, việc hóa giải vũ khí ném biên của Indonesia là điều kiện tiên quyết. Đương nhiên để nói tình huống ném biên của Indonesia, chúng tôi chắc chắn có sự chuẩn bị. Thậm chí trước khi bước vào trận đấu, tôi đã trao đổi với một số thành viên ban huấn luyện Nhật Bản vì họ đã từng nhận bàn thua từ tình huống tương tự. Tôi cũng trao đổi với toàn đội và nói họ đừng dao động, đặt nặng tâm lý. Sau trận, nhìn lại thì duy nhất tình huống đó. Tôi đánh giá toàn đội đã tổ chức phòng ngự không tốt. Huấn luyện viên Chusi muốn học trò tỉnh táo hơn trước đó ở ASEAN Cup 2023. Chúng tôi cũng đã tập luyện cho các tình huống này, lần đó chúng ta thậm chí phải nhận nhiều hơn tới hơn 10 tình huống ném biên nhưng không có gì xảy ra cả. Trong tình huống này, ngoài sai số về tổ chức phòng ngự, còn có sự mất tập trung của cầu thủ. Sau trận đấu, tôi có sự điều chỉnh. Làm sao nếu ngày mai số 12 vào sân thi đấu, hậu vệ Ahang Pratama, đội tuyển Việt Nam có sự kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh tình huống sai số. Chứ không chỉ dừng lại ở các pha ném biên. Tôi tin với sự điều chỉnh đó, cầu thủ sẽ sẵn sàng hơn, huấn luyện viên Chusi tiết lộ. Tôi chỉ đưa ra đấu pháp, cầu thủ mới là người thực hiện chiến lược gia người Pháp cũng đánh giá, ông đang có trong tay tập thể giàu tính cạnh tranh. Trong tay tôi hiện đang có số lượng cầu thủ lớn, đa dạng về kỹ năng cá nhân. Trong bóng đá hiện đại, với sự gia tăng quyền đổi người, cho phép tôi có sự lựa chọn thay đổi về đấu pháp. Tôi tin cầu thủ khi cần góp mặt trên sân sẽ luôn có sự sẵn sàng. Đặc biệt một số cầu thủ ở trận lượt đi có biểu hiện tốt. Highlight Indonesia 1-0 Việt Nam vòng loại World Cup 2026 trong tay tôi có 16 cầu thủ để tạo ra sự cạnh tranh, bên cạnh khoảng 3-4 cầu thủ sẽ sắm vai quân bài chiến lược. Trận đấu kéo dài hơn 90 phút. Rất căng thẳng nên đòi hỏi cầu thủ cần duy trì thể lực, khả năng pressing, tranh chấp. Tôi tin các cầu thủ đã sẵn sàng cho những thay đổi. Nói về áp lực đang phải gánh chịu, huấn luyện viên Chusi tiết lộ thêm, trong những ngày qua, tôi quan sát biểu cảm, thái độ của cầu thủ trong sinh hoạt. Tôi không lo lắng về tinh thần toàn đội, khi họ tràn đầy khát vọng vào sân để cống hiến. Trên sân,
tôi thúc đẩy họ về mặt cá nhân, sao cho hoàn thiện, chỉnh chu hơn. Với vai trò huấn luyện viên trưởng, dĩ nhiên tôi luôn cố gắng định hướng đưa ra đấu pháp tập luyện, lối chơi để cả đội thi đấu có định hướng. Các cầu thủ đã hiểu mong muốn của tôi. Tôi nói với cầu thủ rằng họ cần có trách nhiệm, dám nhận trách nhiệm về mình, còn tôi không thể đá thay họ được. Bản thân cầu thủ hiểu trách nhiệm cho những hành động trên sân của mình. Còn bản thân tôi chỉ đưa ra những đấu pháp, chiến thuật và định hướng họ thực hiện chính xác nhất có thể, huấn luyện viên Trucci kết luận. Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play tại https://play.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.